Chào cả các bạn nha. Thì mình tên là Quân. Thì hôm nay là cái video đầu tiên của mình trong năm 2020 này, và cũng là video đầu tiên được đăng tải lên cái kênh Quân GP là cuộc sống ở Nhật. Thì hiện tại mình cũng đang sống và làm việc ở Nhật. Thì đây là cái video đầu tiên trong năm mới và cũng là video đầu tiên của kênh. Thì năm mới thì mình xin chúc tất cả các bạn, tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và sức khỏe và thành công. Thì trong video đầu tiên này thì mình sẽ lên để chúc mừng năm mới tất cả mọi người và giới thiệu qua về kênh của mình. Thì hiện tại mình đang sống ở Nhật và đang đi theo cái dạng visa là visa kỹ sư. Thì mình cũng đã trải qua 4 năm đi học. Thì sau đó mình tốt nghiệp thì mình đã gọi là đi tiếng Nhật gọi là đi siêu ấy, thì gọi là đi siêu ở một công ty Nhật để làm việc. Thì hiện tại thì mình cũng đã làm việc được khoảng 5 đến 6 tháng tại công ty của Nhật rồi. Từ bây giờ mình sẽ đăng lên các cái video về cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ở bên Nhật này. Và ngoài ra thì có mình đi du lịch hoặc là mình đi chơi đâu đó thì mình sẽ cũng sẽ quay lại lên cái kênh chính là kênh Quân GP cuộc sống của Nhật này. Thì mong mọi người đến xem và ủng hộ mình. Thì trước kia thì mình có làm một kênh YouTube về cuộc sống của du học sinh, nhưng mà vì một vài lý do nào đó thì mình giờ đã không còn sở hữu kênh đó nữa. Thì mình sẽ bắt đầu lại với kênh Quân GP cuộc sống của Nhật này. Thì mong mọi người cũng sẽ ghé qua đây ủng hộ mình, cũng như là ngày trước mình mọi người ủng hộ mình ở kênh Quân GP trước. Hiện tại mình đi làm công ty thì cũng có rất nhiều thời gian rảnh. Thì mọi người có vấn đề gì hoặc là vẫn có một câu hỏi gì muốn hỏi mà liên quan đến Nhật thì có thể inbox trực tiếp cho mình qua Facebook. Thì Facebook mình sẽ để ở dưới đường link của video này. Thì có thể inbox cho mình hỏi xem về du học này, hoặc là về visa kỹ sư, hoặc là về visa gia đình. Mình sẽ trả lời các bạn trong cái phạm vi mà hiểu biết của mình. Mong muốn của mình khi tạo ra cái kênh này là để chia sẻ cho mọi người về cuộc sống ở Nhật và giải đáp thắc mắc cho mọi người về các câu hỏi mà liên quan đến Nhật Bản, về vấn đề du học hoặc là xuất khẩu lao động hoặc là kỹ sư. Hoặc là hiện tại bây giờ thì Nhật có một loại visa mới để thu hút nguồn lao động từ nước ngoài, đó là cái visa đặc định. Thì mình cũng có tìm hiểu qua một chút, còn nếu bạn nào muốn biết thì có thể inbox trực tiếp cho mình thì mình sẽ giải thích. Vâng, và bạn lên thuyên lăng nhăng nhiều quá rồi, thì nói tóm lại là đây sẽ là cái video đầu tiên của mình trong cái kênh YouTube này và cũng là video đầu tiên của năm mới. Thì mình cũng xin kết thúc video giới thiệu tại đây, và mọi người nhớ like, share và subscribe cho mình, và nhớ đón xem các cái video tiếp theo của mình nhé. Rồi giờ thì xin chào tất cả các mọi người. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng giống như đầu video đã chúc. Bye bye.